Cũng không biết vì cơ máu hay vì đam mê mà Nguyễn Thị Xuân Kiều, 39 tuổi ở xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, phải ngồi đây làm việc với công an. Nhưng thời gian tới đây, Nguyễn Thị Xuân Kiều sẽ không phải lo chuyện cơ máu và cũng chẳng còn cơ hội để theo đuổi đam mê. Chiều 31 tháng 7 năm 2023, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Cơ ban tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Xuân Kiều để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán, tàn trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, vào chiều 27 tháng 7, bị can Nguyễn Thị Xuân Kiều thuê ô tô đến khu vực quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để mua ma túy đá và heroin có tổng trọng lượng trên 202 g với số tiền 83 triệu đồng. Sau đó, bị can Kiều tiếp tục thuê ô tô chở mình về tỉnh Bến Tre để tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đến khu vực xã Tam Phước, huyện Châu Thành, Nguyễn Thị Xuân Kiều đã bị công an phát hiện bắt quả tang cùng tăng vật. Qua làm việc, bị can Nguyễn Thị Xuân Kiều thừa nhận mua số ma túy để sử dụng và bán lại cho người nghiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre để kiếm lời.